Kính thưa mọi người, thì hôm nay thì GoFood cũng tranh thủ cái thời gian chạy qua bên bệnh viện Từ Vũ và có hẹn với lại anh Phong. Thì hôm bữa thì cũng có chia sẻ cho mọi người về cái trường hợp của anh Phong đang gấp rút tìm vợ của mình. Anh Phong là đồng hương của GoFood và mình trong cái khả năng mình có thể giúp được gì cho anh thì mình sẽ giúp. Cũng khoảng mấy ngày nay rồi thì cũng không có cái thông tin gì của chị Chi, sau khi mà chị để lại một cái tin nhắn đó là hai vợ chồng dẫn vô trong bệnh viện khám và bác sĩ đưa ra kết luận là chị Chi bị ung thư. Thì sau đó thì chị Chi để lại cái tin nhắn là không có quay về với gia đình nữa. Thì mấy ngày nay thì anh Phong ảnh đi tìm khắp nơi, tìm vợ mình khắp nơi, và cũng như là có chia sẻ trên kênh GoFood những cái tâm tư của một người chồng quan tâm đến vợ mình, đặc biệt là ở dưới quê là bây giờ là ba đứa con nữa, đúng không anh Phong? Mấy ngày qua là anh vẫn ở bên nhà của anh vợ hả? Dạ, ở bên phòng trọ bên quận 7 cảng Bến Nghé. Dạ, rồi những ngày qua là ngoài cái việc mà đi các bệnh viện rồi đó, là anh đi những cái nơi nào để mà tìm kiếm thông tin của vợ mình? Dạ không, mấy ngày nay em hay vô chùa mấy chùa ni á, chùa của mấy cô á, em kiếm coi vợ em có chồng hay không, với lại em đi vô mấy nhà trọ này kia em hỏi, nhưng mà không ai biết hết, không ai biết vợ em đâu hết. Khu vực những cái nhà nghỉ mà gần bệnh viện Từ Vũ này đó là anh đã đi gần hết chưa, đi hỏi á? Dạ gần hết rồi. Là không có ha? Nhà trọ với lại này kia. Dạ. Mình cũng có nhờ ông chú kiếm giùm, nhưng ông chú nói dạng như bên ông thầy á, nói là hiện giờ vợ con ở ngoài Đồng Nai á. Ông thầy là mấy mình đi coi thầy á hả? Dạ. Tôi thầy nói là ở hướng Đồng Nai. Dạ, hướng Đồng Nai. Về những cái phần bình luận mà sau khi em đăng lên đó là anh có đọc hết không? Dạ nha, cũng hết. Dạ đó. Ý là anh nói là hôm nay hoặc là sắp tới là anh sẽ trình báo và liên hệ với công an ở khu vực đây. Em còn đi chạy vô mấy, em qua bên ông bố em vô mấy cái chùa bên ông bố em coi vợ em có chồng không, tại vì em cũng chưa chắc để ở ngoài Đồng Nai, tại lúc đầu tiên á là vợ em cũng có đi một lần rồi, là nói đi là em vợ em chạy ngoài Đồng Nai kiếm ngoài á. À, giờ đang đi rồi đó hả? Không, mà bữa cách khoảng mấy tháng trước. Là dạng như cũng không biết con em không biết suy nghĩ cái gì, là cũng lúc đó là chưa có phát hiện bệnh, mà cứ vợ em nói để vài tháng nữa rồi anh sẽ biết, mà em hỏi mà không trả lời. À, vậy là có thể là chị đã dự đoán trước hoặc là biết trước cái bệnh của chị rồi, cái bệnh ung thư. Rồi đi ở ngoài Đồng Nai ngoài ấy, em vợ em đi tìm về xong rồi ở ăn đám cưới em vợ em bữa mùng 6 Tết nè, rồi bữa mùng 8 là vợ em bắt đầu đi lên đây khám, là bữa đó là vợ em đi chỉ để lại tin nhắn là đi là không biết đâu luôn. Chùa đó là chùa ni hả? Dạ không, em đi tìm những cái chùa ni á. Không, nhưng mà chùa ở ngoài Đồng Nai mà đợt không, trước chị đi đó. Dạ không phải, vô chùa đi, ở nhà bạn. À, sao giờ anh không liên hệ hay là đi ra ngoài đó thử coi? Liên hệ rồi nhưng mà không người ta nói không có ra đây. À, còn cái việc mà liên hệ với lại trình báo với lại chính quyền công an khu vực đồ ở đây, là em tưởng là cái ngày đầu tiên là anh đã trình báo rồi chứ? Dạ em chỉ nói với công an khu phố chứ em không có biết công an ở quận nhất ở đâu. Cái này là không phải công an quận nhất, cái này là đầu tiên là ở đây là ở phường nào thì em tới công an phường đó thôi. Ở đây là bệnh viện Từ Vũ mà em không biết là ở phường, nó để mấy cái bảng rồi đó. Yeah. Mình là cái phường đó thì mình trình báo thôi, chỗ nào thì họ phụ trách chỗ đó.
ở đây như là phường Nguyễn Nguyễn Cư Trinh hay sao, là anh sợ là cái lý do là vợ mình nó là sợ mình có trách nhiệm đồ nhiều với cái bệnh tình của vợ nên là vợ bỏ đi, sợ vậy đúng không? Dạ. Vợ nói giờ không muốn gánh nặng cho ai, cha mẹ anh chị em nào hết, tại vì bên chung là gia đình bên vợ em là cũng nghèo, bên em cũng nghèo. Thì giờ em nói bệnh này chỉ tốn tiền, không tốn bao nhiêu tiền cũng không có hết nổi, đừng chạy tiền mượn tiền chi mất công. Giờ em nhắn tin lại nói vậy đó. Thì vậy nếu mà chị suy nghĩ như vậy á thì anh mới đỡ lo, theo em mới đỡ lo, tại vì nhiều khi á chị suy nghĩ về cái vấn đề tiền nong nên là có thể là chị tự đi vay mượn, hoặc là có thể là vừa làm vừa có tiền để mà điều trị bệnh, chứ không có mấy cái chuyện mà mình như anh suy nghĩ đâu. Thế em nghĩ là vậy thôi. Chị mà khám bệnh mà chị mà phát hiện ra cái bệnh này là chị chắc chị mua thuốc chị uống chị chết. Xong rồi mấy đứa em gái mới nói lại, là bữa em điện về với Vĩnh Long với á, em điện về mấy đứa em gái mới nói. Với lại này em nói không có xui rủi nha, em nói nếu mà ở Sài Gòn này nha, ở mấy tỉnh khác không biết nha, ở Sài Gòn này ví dụ như có một cái xảy ra mà án mạng hay là xảy ra cái gì đó đúng không? Dạ. Thì là người ta coi trên báo, người ta coi ở trên mấy cái thông tin là người ta biết, là ví dụ như là nhảy cầu hay là nói chung là cái gì, bất cứ cái gì là sẽ có đăng ở trên mạng truyền thông hết à. Nên là anh yên tâm đi, không có gì đâu. Em nghĩ là vậy đó. Sợ vấn đề tiền nong rồi các thứ, rồi đi vay, tự đi vay mượn, tự đi làm để mà ấy thôi. Anh thấy ở trong cái phần bình luận ông, mọi người nói là cái này là chỉ là cái tâm lý sốc ban đầu khi mà phát hiện bệnh thôi. Từ từ người ta sẽ gọi là sẽ sống chung với cái căn bệnh này, họ sẽ gọi là họ hòa nhập được, họ từ từ họ sẽ cái tâm lý sẽ dần ổn định lại thôi, không có gì đâu. Với lại cái bệnh ung thư đó, mọi người cũng bình luận đó, anh thấy không, bình luận họ nói là cứ sống lạc quan rồi là theo cái hướng điều trị thôi. Với lại chị có bảo hiểm đúng không? Dạ, bảo hiểm có công ty, nhưng mà lúc trước làm công ty giờ bảo hiểm nghỉ, từ hồi mà phát hiện không tự nhiên cái nghỉ, là tự nhiên phát bệnh hay gì á, là vợ nghỉ rồi bảo hiểm cắt rồi. Cái giai đoạn ban đầu như theo em thấy mấy người mà vừa phát hiện ung thư mà giai đoạn ban đầu đi vô nhập viện rồi điều trị bệnh thì nó cũng cao tiền, nó tầm khoảng cao lắm mà khoảng 30-40 triệu để cho mình đóng tiền viện phí hoặc là những cái tiền mà đóng quá trị xạ trị ban đầu thôi. Dần dần những cái tiền bảo hiểm nó sẽ từ từ không có gì hết á. Nhưng mà vợ em đi trong túi vợ em chỉ có mấy triệu bạc với lại cái đưa bông với tiền, mà giờ em không biết là vợ em có quay lại đi tái khám hay không, tại vì vợ em nói là tuần sau, nói với em vợ em á là tuần sau chị sẽ lên bệnh viện chị tái khám, chị điều trị lại. Vậy, đúng mà. Vậy là anh cứ thời gian rảnh là anh cứ đi qua bên đây nè. Dạ. Đi bên đây để anh ngồi xung quanh ở khu vực bệnh viện Từ Dũ đấy thôi. Dạ. Đâu bữa nào xuống thử uống bú cơ sở 2 á, hôm em có nói là bây giờ bệnh nhân là người ta dồn xuống dưới hết luôn, trên 70% á, ở dưới Suối Tiên á. Nhiều khi chị lân la ở dưới mình cũng không chừng. Mà em có hỏi, em có nhờ cái chị kia để mà hỏi về cái bệnh nhân đăng ký mà điều trị đó, thì chưa có, không có cái tên, không biết có lân la ở bên đó hay không. Hoặc là có nhiều người nói là chị này có thể là đi tìm thầy thuốc nam á. Yeah. Nhiều khi không chừng nữa đó. Tại vì ở trên Sài Gòn này vợ em không có quen ai hết trơn á, ngoài anh vợ ra ở bên Bến Nghé rồi chứ không có biết ai.
tại vì hồi đó giờ chị sống ở dưới quê không à, hai chồng ở dưới quê không à, không có lên Sài Gòn lắm à, không có quen biết, không có đường đi nước bước gì cũng không biết ha. Chỉ có một lần là ra ngoài Đồng Nai ngoài hồi đó làm có nhau bà chị làm chung ở dưới công ty ở dưới Tiền Giang á, là cũng nói là thôi giờ em đừng có buồn nữa, em ra ngoài mà nhỏ em của chị ở đi, rồi mới xong điều hỏi điện thoại này ra là chị mới năn nỉ quá trời luôn, chị mới nói là bây giờ kêu em vợ của em ra ngoài Đồng Nai ngoài chị chỗ cho. Rồi lúc đó là đi tìm một lần rồi. À, kính thưa mọi người, thì trong khi chờ đợi em vợ của anh Phong lên Sài Gòn để mà hai anh em đi qua Đồng Nai để mà tìm thông tin đó, thì GoFood sẽ dẫn anh Phong qua bên công an phường để trình báo về cái sự việc. Thì nãy thì hai anh em cũng có bàn, ví dụ như GoFood cũng có nói á, thì giả dụ như chị Chi á, là chị thuê nhà nghỉ hay khách sạn gì đó, hay là chị có gặp sự cố gì đó, thì ở phường á, thì ở người dân họ sẽ báo cho công an phường, nên là bây giờ mình qua đó trước để mà mình gửi cái số điện thoại với lại những cái thông tin hình ảnh của chị Chi, để có gì á, thì ở công an phường họ sẽ liên hệ với lại gia đình, chứ lỡ mà chị có như thế nào hay như thế nào đi nữa, cái tình huống xấu nhất đi nữa mà công an phường không có biết chị Chi là ở đâu như thế nào thì cũng khó mà xử lý. Vậy mình làm trước đi ha anh, mình gửi cái thông tin trước đi, tại vì bây giờ anh nhiều khi hôm bữa anh đi nhưng mà đi đâu có hết ở cái phường này đâu ha, nhiều khi ở phường bên cạnh hay là như thế nào nhiều lắm ha. Mình đi hôm qua công an phường mình trình báo cái đi, báo xong rồi mình tính tiếp nha. Rồi chiều nay anh với em vợ của anh đi Đồng Nai ha, thì hôm nay tìm nữa, tại vì trước kia là chị Chi cũng có đi làm ở ngoài Đồng Nai. Mình đi ha. Kính thưa mọi người, thì GoFood cùng với lại anh Phong thì cũng có qua bên công an phường và cũng như là có gửi những cái thông tin. Thì đây là mình cũng làm cho nó để cho nó trọn vẹn thôi. Thực sự mình cũng không có mong muốn là ở công an phường họ sẽ gọi điện cái tin buồn gì đến cho anh Phong. Đó. Thì đây cái hình của vợ anh Phong, đó là chị Chi. Chị Chi sinh năm 1987 đúng không anh? Sinh năm 1987. Mình xin gửi là cái thông tin cho mọi người. Hôm bữa thì anh cũng có nói là cái chị Chi này là cao khoảng 1m55, khoảng 1m55. Người thì vừa, không tròn cũng không có gầy, vừa. Đó, tóc dài đúng không anh Phong? Tóc dài. Để gửi lại cho mọi người, nếu mà ai lần đầu xem cái clip này có thể là giúp cho anh có cái thông tin của chị. Đó. À, bây giờ thì anh Phong ảnh sẽ qua bên khu vực bệnh viện Ung Bú tìm những cái chùa để coi xem chị Chi có ở trong đó hay không. Rồi hồi nãy em có đề cập là cái việc mà anh xuống dưới bệnh viện Ung Bú cơ sở 2 đó, là anh xuống không? Dạ, chắc có thể em chạy dưới cơ hội nào em cũng phải tìm được hết trơn á. Có chạy xuống là em phải đi hết. Đó là ở gần dưới Suối Tiên á. Dạ. Đó, xuống dưới thì anh coi như thế nào. Rồi chiều nay thì đi ra Đồng Nai nữa. Dạ, chiều nay em chạy ra Đồng Nai. Đi kiểu mà không có thông tin gì nhưng mà anh cũng phải đi. Dạ. Phía mấy đứa nhỏ bây giờ mình cũng không có nói gì đúng không anh? Dạ không. Giờ em không cho mấy đứa con em biết, sợ cũng giờ mấy đứa nhỏ đang đi học á, nói sợ nó tâm lý nó nặng quá, nó học không được. Dạ. Em nhờ anh đứng ngay đây ha, để anh có cái lời nào anh nói với lại vợ anh, nếu mà vợ anh có xem được. Chị ơi, em có xem được cái clip này á thì em về đi.
giờ anh cũng không biết nói làm sao mà để cho em hiểu, tại vì cái bệnh tình này còn cứu được chứ không phải là không được. Em về ví dụ như không cứu được, em về em ở với anh với mấy đứa con ngày nào hay ngày đó. Dạ vậy đó, chứ bây giờ mấy đứa con với anh không có thể mà nào mà sống như nào mà thiếu em được. Rồi mình cứ dự định là mình sẽ ở trên đây đi tìm vợ chứ mình không có về quê luôn. Dạ, em ở đây chừng nào em đi tìm được vợ, em có thông tin vợ em mới... Có như thế nào đi nữa mình mới về chứ mình không về. Dạ. Rồi. À, mong mọi người có thể là chia sẻ những cái clip mà cô Phút chia sẻ về cái việc mà anh Phong đi tìm vợ để sớm có được cái thông tin của chị Chi, và mong chị Chi có xem được thì hãy liên hệ với lại cô Phút cũng được. À, ví dụ như bây giờ trước mắt là không có muốn nói trò chuyện cùng với gia đình thì GoFood sẽ chuyển lại cho gia đình. Thôi bây giờ anh qua bên Bình Thạnh đi ha. Yeah. Rồi em cũng có việc, em cũng đi thăm một vài hoàn cảnh nữa nha. Rồi cố gắng ha. Rồi anh đi ha. Nói thật là em cũng không biết giúp anh như thế nào, chỉ biết là đăng thông tin thôi để mà chia sẻ, để rộng rãi thêm để mà có được thông tin thôi, chứ cũng không biết giúp anh như thế nào. Dạ em không cộng đồng mạng gì chia sẻ cho vợ em hay là mọi người nào thấy được vợ em thì cứ điện cho anh. Dạ. Để em biết cái thông tin vợ em còn. Dạ. Mình cũng có nói với mọi người đó là anh Phong là đồng hương với mình, thì nhà của ảnh thì cách nhà mình tầm khoảng 2 cây số thôi. Thì anh em thì nói chung là từ trước giờ không có biết nhau, nhưng mà là ở gần như vậy thì ở khu vực bà con rồi các thứ là cũng nói chung là chắc cũng có qua lại. Thì cũng mong là mình có giúp gì được giúp cho ảnh. Thôi anh đi nha. Dạ. Đó. Đi đường này nè, đi đường này ra nè, đi đó thẳng rồi rẽ trái là ra lại điện biên phủ anh chạy thẳng hoài ra ngã tư Hàng Xanh đó rồi anh hỏi nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã gửi những cái thông tin sau khi mà GoFood chia sẻ ở cái clip đầu tiên. Thì có những cái thông tin gì của chị Chi thì GoFood sẽ tiếp tục cập nhật đến cho tất cả mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người.